Sơ đồ tư duy Việt Nam vì MyMap 2021, cuộc thi lớn nhất năm do Viện Kỷ lục Việt Nam và Tổ chức Trí nhớ Việt Nam tổ chức, vừa công bố kết quả vòng loại với 202 thí sinh có đủ điều kiện đi tiếp vào vòng bán kết. Vòng loại cuộc thi được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 vừa qua dưới hình thức online. Hơn 1.000 thí sinh có 3 tiếng đồng hồ để làm bài và gửi bài thi về cho ban tổ chức. Trước khi diễn ra vòng loại, công ty cổ phần đào tạo tâm trí lực, đơn vị bảo trợ của cuộc thi còn tổ chức 5 phút thuộc bài, sân chơi hàng tuần để giúp các em cọ sát với phương pháp sơ đồ tư duy và học tập tốt với những kiến thức quan trọng ở trường. Sau 3 tháng diễn ra, 5 phút thuộc bài thu hút gần 10.000 thí sinh tham gia. Những nhà đào tạo xuất sắc nhất mỗi tuần sẽ nhận được giải thưởng giá trị và đặc cách bước vào vòng chung kết vì MyMap năm 2021. Vòng bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2021 sẽ là nơi tranh tài của những thí sinh chiến thắng vòng loại và các nhà đào tạo xuất sắc để tìm ra chủ nhân của những danh hiệu cao nhất.